Khi trẻ bắt đầu học số, bạn có thể làm cho việc học thú vị hơn bằng cách vỗ tay. Để làm điều này, bạn có thể vừa vỗ tay vừa đếm số 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sau đó, trẻ có thể đếm và vỗ tay theo bạn 1, 2, 3, 1, 2, 3. Khi trẻ học, bạn có thể thử đếm cao hơn để giới thiệu những con số mới 1, 2, 3, 4 và cứ thế tiếp tục. Nói số theo thứ tự là bước đầu tiên để học đếm.